đăng ký ngay kênh mới XTV Esports để đón xem những dự án khủng của bọn mình trong năm 2021 nhé. Cảm giác dành trọn tất cả cho người mình yêu, để rồi khi phát hiện ra bị cắm sừng các kiểu, nó đau đớn, cay cú lắm các bạn ơi. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với tâm sự của bạn Nam với chia sẻ: Yêu nữ streamer, tôi bàng hoàng khi em là Sugar Baby chính hiệu. Chào mọi người, tôi là Nam. Tôi là một thằng con trai không có gì ngoài tiền và tình yêu chân chính. Nhưng 2020 nó không chỉ vả tôi bằng một năm làm ăn thất bát, mà còn là một đống sừng đầy đau đớn. Đối với tôi, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Tôi làm bất động sản nên ngoài việc đi khách, chén anh, chén chú các thứ, lương lậu hoa hồng dù thất thường nhưng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh hết tiền. Ba mẹ dù ở quê nhưng nhà tôi cũng to nhất nhì xóm. Nói chung tôi là chàng trai bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền, thế cho dễ hiểu. Ba mẹ cũng dễ chịu. Giờ tôi đem cô nào về là sang tên cho nguyên miếng đất. Thích bán, thích xây gì tự lo, chứ ông bà cũng chả bắt phải ở dâu ở rể làm gì. Thế mà chả hiểu sao tôi cứ yêu cô nào là toang cô đấy. Không tính công chúa thì cũng kiểu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chả làm được cái gì ra hồn. Về tôi thì ngoài cái bụng hơi to một tí vì hay đi nhậu nhẹt cùng khách thì cũng tạm ổn. Ăn mặc đàng hoàng, người ngợm thơm tho. Ngoài những lúc phải đi cùng khách thì tôi chỉ có cà phê và chơi game. Chơi chán lại lên nghe anh Độ Misi trải lòng về cuộc đời. Có bao giờ các bạn ngồi nghĩ tại sao trong ngày lễ tình nhân mình lại ngồi nhà một mình không? Có phải trong cuộc sống này bạn bỏ qua nhiều điều quá? Đôi khi có cơ hội đi qua mà các bạn không nắm lấy. Tôi cũng chán cái cảnh yêu đương. Covid, Covid khiến bao nhiêu dự án đổ vỡ, bay hết mấy trăm triệu bonus đã thối cả lòng. Vậy mà ông bà dưới quê lại còn giục cưới với lý do là 2023 mà không cưới thì phải mấy năm sau mới đẹp tuổi để cưới. Tôi cũng chặt lưỡi, thôi kiếm đại một cô để ra mắt cho ông bà đỡ giục, còn đến đâu thì đến. Nghĩ vậy, tôi có ý định tán luôn mấy em gamer để có gì tặng dăm ba cái skin, tối tối đùa cùng nhau, đỡ hẹn hò nhức đầu. Chứ đi làm về đã mệt, lại còn chiều chuộng chăm lo thì thôi, tôi thà ý đến già. Nhưng mà mãi vẫn chưa thấy em nào ổn áp. Không phụ khoa gắn trên miệng thường trực thì cũng chưa gì đã đòi hỏi skin các thứ. Thế là tôi lại nản. Đi dạo xem stream rồi donate dạo cho bớt chán cái sự đời. Tình cờ lại vào stream của một em gái xinh xinh đang khóc tức tuổi vì bị body shaming. Mặt mũi cũng đáng yêu, mỗi tội hơi mút một tí. Vậy là trời đất xui khiến thế nào, tôi lại cao hứng donate hẳn 1 triệu cho cô nàng với lời nhắn: em như nào cũng đâu tới lượt nó xách dép mà phải khóc. Thế mà tự dưng cô nàng lại nín hẳn, ríu rít cảm ơn vì số tiền donate và còn hát tặng tôi một bài. Thế cô nàng cũng vui vẻ, thế là hôm nào tôi cũng vào đấy và để lại một ít donate. Rồi hôm nọ, cô nàng cao hứng tuyên bố sẽ cosplay Ari chiêu hồn thiên hồ và dùng donate trong tháng để chuẩn bị trang phục, đãi mắt người xem. Tôi cũng trêu một chút, donate lên kênh hỏi rằng: em cần bao nhiêu? Donate nhiều có được gì không? Cô nàng không ngần ngại đáp trả số tiền cần là 15 triệu và sẽ tặng cho người donate nhiều nhất bộ ảnh độc quyền. Sẵn thằng đấy đang dư giả, tôi cũng chuyển ngay cho cô nàng. Vậy mà cô nàng làm thật, nhắn tin xin Facebook để kết bạn, hẹn khi nào có ảnh sẽ gửi đến tận nhà. Rồi từ đấy, chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện cùng nhau khi em rảnh, tôi cũng sẽ trở thành tay to gánh em trên mỗi buổi livestream. Rồi một ngày nọ, em gửi cho tôi bộ ảnh, tôi cũng thuận miệng khen em xinh đẹp các thứ. Bỗng em hỏi tôi: thế như em đã đúng gu của anh chưa? Biết nấu ăn nữa thì đúng hẳn đấy. Tôi cũng thuận miệng trả lời. Thế mà em gửi hẳn cho tôi ảnh mâm cơm, rồi hỏi ngược lại tôi. Tôi cũng bông đùa: ý gì đấy? Muốn làm bạn gái anh ý? Tôi phì cười: xứng không? Em bảo: xứng. Thế là chúng tôi quen nhau. Cuối năm, tôi sấp mặt với dự án. Không xem được stream của em đều, nhưng vẫn giữ thói quen donate cho em. Thậm chí còn nhiều hơn trước vì cả hai đều bận. Hiếm khi nào được gặp nhau dù chỉ cách có 2 tiếng đi xe khách. Em cũng hay mượn tiền tôi để mua đồ cosplay vì tiền donate giải ngân chưa kịp. Tôi cũng không để ý gì lắm, trong khả năng thì tôi chuyển. Cũng một phần biết dạo này skin ra nhiều, em cũng thích cosplay cho bằng người ta nên tôi cũng không ý kiến. Em cũng bảo tốc chiến gần ra, em lấy ít fame để có suất đi sự kiện, xin tôi 5 triệu để book quảng cáo kéo follow, số còn lại em tự bù. Tôi cũng ok, không vấn đề gì. Cũng lật vật dăm 3 triệu nên tôi cũng không có ý định đòi. Chỉ là em bảo mượn thì tôi vẫn cứ chuyển, thế thôi.
Quen nhau được 2 tháng thì tôi cũng đề nghị gặp mặt, nhưng em lại bảo thời điểm đấy em chạy sự kiện nhiều nên không có thời gian hẹn hò. Hẹn tôi ra năm thư thả tí rồi hẵng gặp. Tôi cũng ok không ý kiến gì, thi thoảng rảnh lại FaceTime vì tôi cũng không có tính bám người yêu cho lắm. Rồi đêm gần giao thừa, em bỗng dưng gọi cho tôi rồi khóc nấc, kể rằng tên quản lý idol sàm sỡ em, dọa sẽ chủ dập nếu em phản kháng. Tôi tức điên lên, đòi phi ngay ra đấy để tẩn cho tên đấy một trận, vì tôi thừa tiền để book quảng cáo trên tất cả các trang tin về hành vi đồi bại của nó, rồi thuê luật sư kiện cho ra nhẽ. Nhưng em cản lại, em bảo em không dám làm to vì hắn ta quen biết nhiều, sợ móc nối, phá hủy sự nghiệp. Em lại thân cô thế cô, không có chứng cứ. Em muốn hủy hợp đồng để sang chỗ khác, nhưng số tiền 50 triệu thì không biết làm sao xoay được trong thời gian ngắn. Tôi máu nóng vẫn bốc lên đầu, bảo em đưa địa chỉ để tôi sang xử lý. Em nhất quyết không cho vì sợ tôi sang đấy làm liều, chỉ hỏi vay tôi 50 triệu để giải quyết êm thấm. Nhưng lần này tôi không thể để mặc em nữa, tôi giả vờ bảo để vài ngày nữa xoay đủ rồi sẽ chuyển khoản sang cho em, rồi âm thầm tìm cách lấy địa chỉ. Độ gần Tết Dương, tôi lại một lần nữa gạ em đưa địa chỉ để sang thăm. Em chỉ bảo là đang muốn yên tĩnh, suy nghĩ lại công việc trong tương lai và sẽ off 3 ngày. Tôi thì dạo này đọc bao nhiêu là tin quấy rối tình dục trong eSports, lo sốt vó lên nhưng em thì nhất quyết không cho. Rồi em off thật, tôi có liên lạc kiểu gì cũng không được, kể cả điện thoại. Thế là tôi khủng lên, quyết định thuê người hack Facebook để xem thực ra tình trạng em tệ đến thế nào. Rồi mọi người biết như nào không? Tôi như một thằng đầu bò bị em dắt mũi ra đồng cầy như súc vật suốt thời gian qua. Hóa ra em off 3 ngày để đi du lịch với Sugar Daddy. Vâng, người yêu tôi là Sugar Baby chính hiệu. Có những thằng như tôi chỉ là cái ATM để em rút tiền, tô vẽ cho cái thân phận streamer có vẻ cao sang thánh khiết như thế đấy. Mà đấy chưa phải là điều tệ nhất. Em còn chụp nui bán ảnh trên Patreon, là kiểu ảnh mà cosplay sẽ có vài tấm cos thật rồi gửi từ từ, đến cuối là những tấm úp ngực, banh phụ khoa vào máy ảnh đấy anh em ạ. Bán với giá mười mấy vài chục đô, inbox của em giặt cả một nùi ảnh nóng, gửi cho lần cả chục thằng người yêu, sặc mùi khẩu dâm trong những cái tin nhắn. Tôi bàng hoàng thực sự, một thằng ra đời chưa ai lừa được, cuối cùng lại bị một con danh dắt mũi đào tiền. Giờ nó chắc vẫn đang phè phỡn với bố đường trong resort, chứ chưa biết tôi đã rõ bộ mặt thật của nó đâu. Đồng ý là tôi sai khi đọc trộm tin nhắn, nhưng mà nếu không thì tôi lại bị bào chưa biết ngày nào thôi. Giờ tôi đang cay lắm, số tiền tôi cho nó cũng không nhỏ, khoản donate thì coi như tôi trả tiền học phí ngu vì gái, nhưng còn số tiền mà nó bảo mượn cũng lên đến gần 70 triệu. Dù tâm lý là cho, nhưng mà giờ không đòi chắc hận này nhảy sông không hết. Theo anh em thì tôi có nên đòi lại không? Có nên bóc phốt bộ mặt thật của nó lên không? Chứ nếu không bóc phốt, chắc đòi tới kiếp sau, nó cũng không trả. Theo bạn thì Nam nên xử lý thế nào trong trường hợp này đây? Hãy đưa ra lời khuyên cho anh chàng này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.